bản sắc Việt toàn cầu vừa ly hôn cựu tổng giám đốc FLC. Hoa hậu Thu Ngân đăng quang Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu năm 2016, cuộc thi do tập đoàn FLC tổ chức. Thu Ngân là người đẹp đăng quang Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu vào năm 2016. Cô sở hữu nhan sắc khả ái, thân hình gợi cảm và trình độ ngoại ngữ nổi bật khi thông thạo tiếng Anh và tiếng Pháp. Thế nhưng không lâu sau khi đăng quang, người đẹp gốc Hải Phòng rời showbiz để lên xe hoa với doanh nhân Doãn Văn Phương, hơn cô 19 tuổi. Sau 3 năm chung sống và có con chung, năm 2020, cặp đôi đã ly thân 1 năm trước khi chính thức ly hôn vào năm 2021. Thu Ngân là người đẹp đăng quang Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu vào năm 2016. Hoa hậu Thu Ngân có tên thật là Nguyễn Trần Thị Thu Ngân. Hoa hậu Thu Ngân sinh năm 1996, 26 tuổi. Hoa hậu Thu Ngân quê ở Hải Phòng. Hiện đang sinh sống tại Hà Nội. Hoa hậu Thu Ngân cao 1m70. Hoa hậu Thu Ngân từng theo học ngành quản trị khách sạn tại trường Swiss Hotel Management School tại Thụy Sĩ. Nghề nghiệp của Thu Ngân là hoa hậu, doanh nhân, diễn giả. Sự nghiệp của Hoa hậu Thu Ngân. Thu Ngân trở thành Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu năm 2016 vào năm 20 tuổi. Thu Ngân xuất thân trong một gia đình có điều kiện tại thành phố Cảng Hải Phòng. Bản thân cô cũng tự lập từ sớm. Người đẹp từng có thời gian du học Thụy Sĩ trước khi về Việt Nam thi Hoa hậu. Ngoài tiếng mẹ đẻ, Thu Ngân còn có được tiếng Anh, tiếng Pháp. Tháng 8 năm 2016, Thu Ngân đăng quang Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu năm 2016 khi cô chỉ mới tròn 20 tuổi. Ở thời điểm đăng quang, Thu Ngân nhận được sự chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp nền nã, nhẹ nhàng đậm chất Á Đông. Bên cạnh đó, cô còn sở hữu thân hình gợi cảm, thu hút nhiều ánh nhìn. Thu Ngân nhận được sự chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp nền nã, nhẹ nhàng đậm chất Á Đông. Thời điểm vừa đăng quang Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu, Thu Ngân nhận được lời mời tham gia một cuộc thi sắc đẹp quốc tế, nhưng cô đã từ chối và bất ngờ kết hôn sớm. Sau khi lên xe hoa và sinh con, Hoa hậu Thu Ngân rút lui khỏi showbiz và bắt đầu tham gia một số hoạt động xã hội, kinh doanh. Người đẹp từng đảm nhiệm vai trò thành ban lãnh đạo của Hội Nữ Doanh nhân Sen Vàng BWON, tổ chức về hoạt động thiện nguyện do mẹ cô làm chủ tịch. Tháng 10 năm 2019, Thu Ngân tham dự sự kiện thời trang Việt Nam International Fashion Week 2019 và gây sự chú ý bởi nhan sắc ngày càng mặn mà. Thu Ngân hiện tập trung làm kinh doanh về mảng làm đẹp và không có ý định hoạt động showbiz. Thời gian rảnh cô cũng nghiên cứu Phật Pháp, nhân tướng học, vẽ tranh, đi du lịch, làm từ thiện. Hoa hậu Thu Ngân gây chú ý bởi nhan sắc ngày càng mặn mà, đằm thắm. Chuyện đời tư của Hoa hậu Thu Ngân. Hoa hậu Thu Ngân cưới chồng đại gia hơn 19 tuổi. Chỉ vài tháng sau khi đăng quang, Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu 2016 Thu Ngân chính thức bỏ cuộc chơi lên xe hoa vào năm 20 tuổi, khiến dư luận không khỏi chú ý. Đám cưới của cô với sự xuất hiện của dàn siêu xe đắt đỏ gồm Rolls Royce, Ferrari, Bentley, Maybach từng gây xôn xao dư luận một thời. Sau khi lên xe hoa, cặp đôi sinh sống tại một căn biệt thự có diện tích hơn 100m2, nằm trong một con phố ở Mỹ Đình 2, Hà Nội. Vài tháng sau khi về chung một nhà, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng. Từ đó trở đi, người đẹp gốc Hải Phòng dần hạn chế xuất hiện tại các sự kiện showbiz để vun vén tổ ấm nhỏ. Theo chia sẻ từ Thu Ngân, cô và ông xã quen nhau trong một hoạt động sau cuộc thi Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu. Sau vài tháng tìm hiểu, họ quyết định tiến tới hôn nhân rất nhanh. Cuộc hôn nhân với chồng hơn 19 tuổi của Thu Ngân từng vướng không ít xôn xao vì cho rằng giữa họ có sự chênh lệch. Tuy nhiên, đáp lại những điều ấy, Hoa hậu sinh năm 1996 từng lên báo chí dành lời khen cho ông xã tâm lý, có trách nhiệm, biết yêu thương vợ con và đối nội đối ngoại tốt. Nói về tin đồn dựa dẫm chồng đại gia, Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu 2016 nhấn mạnh: "Tôi không cần đại gia vì tôi tự tin, vì mình thông minh, đủ khả năng kiếm tiền và lo cho bản thân ít nhất là 2 bữa cơm một ngày. Tôi không cần thiết phải yêu người quá giàu bởi cuộc sống của tôi trước khi lập gia đình rất ổn và hạnh phúc. Tôi không cần phải thay đổi, trở nên sang chảnh hơn." Sau khi kết hôn, Hoa hậu Thu Ngân thừa nhận bản thân cố gắng già đi, tìm hiểu sở thích của chồng như chơi cây cảnh, đồ cổ để xóa nhòa khoảng cách tuổi tác giữa mình và chồng. Chồng của Thu Ngân là doanh nhân Doãn Văn Phương, sinh năm 1977, hơn cô 19 tuổi. Anh đến từ Thanh Hóa, có bằng cử nhân luật Đại học Luật Hà Nội và thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Mỹ.
Nam doanh nhân này từng là tổng giám đốc FLC, cựu chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Thanh Hóa. Hoa hậu Thu Ngân ly hôn chồng đại gia sau 4 năm. Hoa hậu Thu Ngân ly hôn chồng đại gia sau 4 năm. Mới đây, Thu Ngân xác nhận với báo chí rằng cô đã ly hôn chồng doanh nhân từ năm 2021, nhưng đến nay mới công bố. Cô cho biết họ đã ly thân một thời gian trước khi hoàn thành thủ tục chia tay doanh nhân Doãn Phương đầu năm ngoái, tức hôn nhân của họ đã vốn rạn nứt vào năm 2020. Sau 3 năm về chung sống một nhà, sở dĩ Thu Ngân che giấu thông tin hơn 1 năm vì sợ ồn ào ảnh hưởng gia đình, người thân của mình. Hậu ly hôn, cô và ông xã đại gia vẫn giữ quan hệ tốt, cùng nuôi dạy con trai 5 tuổi.